賢く快活な男の子の人物、いつもにこやかでいたずらっ子である。水上人形劇では幕を開ける重要な物語の語り役。今天到啦！哪里？哪里呢？辣椒啊，辣椒！年长了，腿干面条，但个心机巧极。phường rối nước sáng tạo rất tinh vi cũng vận động. chân đi.Ta cũng nên vắng lắm. Hát một câu để trở lại buông tròn. Ta tắm màu ta ta về. Ta tắm màu ta trong mây ta qua lúc này. Thấy hào gà vẫn hơn. Cây lúa xanh dần đông mà quên. Cây lúa xanh dần.と飛ぶ平和の時代に竜は村の池に登場する。曲がりくねる動きが柔らかくしなやかで、まさに舞のようである。競争になる。はい、チェーブーサーそうだ、ラバイクプーチーブーハイトゥナイザー diễn thiện trường tranh đua một cuộc rất hùng cường chưa biết cầu này vào tay ai.